Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với tựa game Dragon City. Mình là Thanh Ezzy đây. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ hình như mình thu hoạch xong cái thức ăn ở thử này đúng không? 32.000 thôi, xong luôn này. Khá là nhanh ta. Chúng ta sẽ win Liquid Buster 2 trận nữa và kiếm thêm được 6 cái điểm ở đây. Chúng ta sẽ coi tinh food là 350.000. Mình đang trồng cái loại food gọi là cao nhất trong này rồi. Đó chính là loại một loại gọi là tầm bao nhiêu M ta? 150.000 đấy, 150.000. Rồi, chúng ta sẽ win Quest Butter. Cái nhiệm vụ này khó thế nhờ. Breeding ra một quả trứng Flame and Electric. Chúng ta ưu tiên làm những cái nhiệm vụ ở phía dưới. Breeding ra một quả trứng Flame and Electric. Đây rồi, chúng ta đã xong. Đó, mấy nhiệm vụ, ưu tiên nhiệm vụ ở phía dưới mà, đúng không? Chúng ta sẽ collecting gold nhá. Thu hoạch hết tất cả gold để kiếm thêm. Vì hai cái nhiệm vụ ở cuối cùng nó sẽ cho mình được nhiều điểm nhất. Đấy, chính xác như vậy. Còn những cái nhiệm vụ ở phía trên làm hay không thì cũng kệ thôi. Thì vì nó rất là ít. Cái đầu tiên thì nó chỉ có một vài 6 hay 7 điểm gì đấy. Nó yêu cầu là bao nhiêu điểm cái gold nhỉ? Hình như là 1M à? Hay 10M ta? Mình thấy như là 10M. Đâu đừng nói là 10M nhá. 10M thì hơi ngáo cần đấy. À không không, hình như chỉ có 1M thôi. Không, 10M chứ. Hình như là 10M đấy. Để xem nào, 10M hay 1M ta. Cái thức ăn thì không thu hoạch nhá. Chúng ta sẽ tiếp tục trồng khoảng 60M nữa này. Một số anh em bảo sao tiền cái thức ăn của anh hết nhanh thế. Lý do là mình đang trồng cái loại 20M một phát. Nó cực kỳ tốn luôn. Nhưng không sao, để làm nhiệm vụ bắt buộc phải trồng cái loại thức ăn này. Không khác được. Vẫn chưa xong ta. Hình như phải 10M. Mình thu hoạch hết cả nhà cả cửa hình như cũng không đủ hay sao ấy nhỉ. Có vẻ như cái lượng chúng ta không bút gold lên à. Chắc được nhiều gold hơn thì phải, đúng không? Thu hoạch cả nhà cả cửa mà vẫn không đủ gold để cho cái này luôn này. Ồ, thế là 10M thật ạ. Đừng có đùa cái nhiệm vụ này nha. Chúng ta sẽ làm được cái win Liquid Butter này. Win cái Quest Butter thì hơi khó nhỉ. Cái Quest Butter hiện tại thì chúng ta sẽ có một cái Food Quest ăn được. Có thể chơi được anh em ạ. Chúng ta sẽ luyện cho con nào đây? Chúng ta nên luyện cho con... Không luyện cho 4 đầu nữa. 4 đầu đã luyện mắc rồi. Mình sẽ luyện cho con khác. Đó chính là luyện cho Monkey D. Gap này. Thêm một vài con nữa ở đây. Chúng ta sẽ luyện thêm cho con Kitsune, Chiến binh bất tử và thêm một bé nữa. Con nào bây giờ nhỉ? Thôi, hai con này trước hết mà trước mắt là dùng hai con này đã nhá. Và vào và chiến đấu luôn ở trong này thôi. Tiến lên nào. Mấy con này thì nó khá là yếu nên chúng ta đánh nhanh thắng nhanh nào. Kitsune Dragon. Chén một phát 24k máu này. Tiếp tục là con này, con Lacrox. Nhấn luyện con này à? Mình muốn luyện cho con đầu tiên đi. Con Heroic của mình phải lên được cấp phải lên được cái mức độ là A cộng trước á. Cần tính sao. Rosie Dragons. Rồi chúng ta xong cái này. Chúng ta có một cái quét vàng nữa. Hy vọng là cái quét vàng này sẽ hồi nhanh này. Chúng ta sẽ dùng một con Monkey D. Gap. Một vài con nữa. Con này cũng có thể là luyện được. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ luyện cho hai con trước. Rồng báu vật. Có cả rồng báu vật ở trong này nữa cả. Ấy chà, nó không cho dùng con rồng khác anh em ạ. Nó yêu cầu là phải có đủ cái hệ này ở trong này, đúng rồi. Hai con hệ ánh sáng và một con hệ băng giá. Con Kitsune thì không có trong hai hệ đấy. Cũng may là con thuyền trưởng này vẫn là hệ ánh sáng này. Rất là tốt, đánh rất là nhanh. Đấy, quét này nó vừa mới cập nhật cho chúng ta xong. Vừa cập nhật luôn đấy. Tầm khoảng 5 giờ thì bình thường hàng ngày nó sẽ cập nhật thêm những cái nội dung mới cho chúng ta. Cannonballs 14k máu. Rồi, chúng ta được hai trận này. Bia phải đợi. Wow, cái gì đây, phải đợi khoảng mất khoảng 24 game nữa để đợi ra. Làm sao mà làm xong cái nhiệm vụ này được nhờ. Thật sự là bực mình ta. Cái nhiệm vụ cái kia thì nó sẽ thời gian mới được có 2 thôi, mới được có 2 trận ở đây này. Cái này nó sẽ là 20 đấy anh em ạ. Không chơi thì hơi phí, đúng không? Chúng ta sẽ đợi khoảng 7 tiếng nữa. Sẽ tương đương bây giờ sẽ là 5 giờ. Ồ, phải khoảng 1 giờ đêm à? Thế quay nó hồi lại rồi hay sao ấy?
Thôi thế không, mình sẽ dùng speed đi, lúc gần đấy mình dùng speed đi, vì nó sẽ là 20 cái để chiến đấu đấy, 20 cái để đi đấy, nó rất là tốt. Để xem có cái upgrade offer, upgrade new hòn đảo mới, puzzle event, đây cái kết hợp đây, chúng ta lấy đủ bốn con này để đổi ra cái phần thưởng. Con này đẹp này, con này mình chưa có. Thật sự hai con này thì con này hình như mình có rồi thì phải, đúng không nhở? Con này tên là gì ta, nhìn quen lắm nhá. Để tạo ra một cái con cầm kiếm hay hay, nhiệm vụ sinh sản khá là hay. Chúng ta sẽ đi rồi sẽ vào trong Liquid Battle trước. Mình cần phải đánh 2 trận ở trong này để kiếm thêm cho chúng ta là được thêm 6 điểm nữa. Ok, để đi lấy thêm những con rồng mới. Nhiều rồng mới lắm. Eager Drasil, chúng ta sẽ đổi sang con thứ hai của mình. Đánh nhau luôn. Level 30. Hai con này đều level 30 hết. Khá đơn giản, để chúng ta sẽ hạ gục bọn này thôi. Online và Rocket Dragon, hai con này. Con này cũng 1 sao luôn à? Ngon. Họ lấy ở đâu ra ấy nhỉ? Chắc lấy từ cái sự kiện lần trước. Ngon vãi trưởng. Mình thì không lấy được con này luôn đấy. Nào, tiến lên. Một hit này. Còn lại con Online Dragon thôi. Một chiêu nữa là 44k máu. Tuyệt vời. Chúng ta sẽ kiếm thêm được 400 thức ăn. Mình không quan tâm lắm, mình chỉ cần quan tâm là chúng ta đánh được 2 trận để kiếm thêm cái điểm để đánh thôi, điểm để chơi thêm thôi. Một con cá nóc. Đây là Heroic này, được chưa? Heroic đấy, Heroic xuất hiện rồi. Chúng ta sẽ chắc phải tắt cái web đi cho đỡ lag nhỉ. Rồi. Chúng ta sẽ đổi sang với con hệ Primer. Đây, hệ Nguyên Thủy, đánh nhau với mày luôn. Xem ai khỏe hơn ai. Chú khỏe hơn anh không? Lên, một bé. 30 mấy ngàn máu kìa. Thật sự là ngon. Con này là hệ ánh sáng à? Cho cần hệ bóng tối và hệ lá từ con này luôn. Nó có hệ băng giá và nó cũng có thể khắc chế mình luôn này. Chiến thì chiến thôi, 38k máu. Tốt, và mình sẽ chiến thắng. Mình sẽ claim thêm thức ăn. Mình kiếm thêm được 5 game nữa. Và chúng ta cũng hoàn thành xong nhiệm vụ này luôn này. Quá ngon. Bây giờ chúng ta chỉ cần hoàn thành xong 2 trong nhiệm vụ dưới này. Tại vì hai nhiệm vụ dưới nó chứa nhiều cái điểm này hơn này. Quest Battle đùa, mình vừa mới làm xong cái kia xong. Đùa thật sự đấy. Bực mình. Quest mình vừa mình vừa chơi xong cái hai cái quest. Cái nhiệm vụ thứ hai thì sự là khó. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi nào. Ok, tính toán một chút. Chuối, hiện tại không cần chuối. Chúng ta sẽ cần lá. Cần lá này, cần đào này. Cần cái quả này, quả gì không biết tên nữa. Rồi, những quả nào cần thì ta sẽ làm luôn. Quả dâu tây các kiểu thì sẽ làm luôn này. Ok man. Đấy. Quả này thì không cần này. Mình đang cần dâu tây. Hiện tại đang cần dâu tây, đang cần lá khá là nhiều. Ở đây cũng có lá này. Dâu tây. Rồi chúng ta đang cái quả này nữa này. Quả này phát xuống đây. Nó sẽ nổ ra khá nhiều đấy. Đào vẫn chưa xuống được. Thật sự đào vẫn chưa xuống được. Lá này, dâu này. Còn một ít thôi sẽ được khoảng 4,2m gold. Thêm mấy quả dâu thôi là xong. Và thêm mấy quả này nữa là xong này. Hiện tại thì không có chỗ nào rồi. Có chỗ nào 4 không? Đấy có luôn. Thôi rồi, mở cái này ra. Để xem nó có xuống cái chỗ nào không. Có đào này anh em. Rồi ok, đào sang bên này luôn. Tốt. Rồi chúng ta sẽ cần thêm dâu bên này nữa. Có dâu 4, có lá 5 này. Có lá 5 này, ủa ôi, cái này ăn thì sao ta. Thử xem này. Wow, chứ được một cái sao luôn kìa, ngon, vãi trưởng. Chúng ta mở cái này sẽ tất nổ tất cả các lá ra có thể luôn đấy. Cho nổ tất cả lá ra nhờ. Được, hay nổ tất cả đào ta. Nổ tất cả lá ra này. Đấy. Thế chẳng được cái gì mấy, thật sự không được cái gì mấy luôn. Dâu 4 quả, mình sẽ cho như thế này. Đấy, 4 quả. Dâu hàng ngang à. Ở đây có đào này. Đào này, để xem nào. Tính toán cho nó hợp lý một chút anh em ạ. Dâu hàng ngang, dâu này. Đổ hết đi. Đấy, phải ngon thế chứ, đúng rồi. Tuyệt vời, chúng ta sẽ có 4 quả nữa. Chúng ta sẽ mở cái này dưới này. Xong, chúng ta sẽ lấy được khoảng 4,25m gold. Tuyệt vời. Để chúng ta sẽ đến được con Earth Day. Con ngày trái đất. Nhiều phết đấy, khá nhiều. Nó cần lại cần dâu. Mình cần lá, mình cần 31 cái lá và 13 quả đào nữa để có thể vượt qua được cái chỗ này đã.
dâu, lại cần dâu anh em ạ. Cái quả này cũng sẽ cần này. Ok, đang tìm xem là quả bốn nho. Quả nho này cũng được. Vấn đề là không có nho mấy ở đây. Để nó phá hủy hết ra thôi là được mà. Ở đây này, chúng ta sẽ cần tính toán để xem có cái cây nào tốt không. Chơi càng tốt thì nó sẽ càng đi nhanh. Rồi, xong. Đấy, được. Thêm dâu. Còn 11 quả đào anh em. Quan sát xem có chỗ nào là bốn không. Có cần chỗ nào lá không. Lại dâu này. Lấy đào trước đi. Đào đây này. Chúng ta sẽ lấy một quả đào trước. Xong. Cái này như kiểu hoa quả. Plant with zombie ấy. Cái quả nho này không cần lắm. Hiện tại đang không cần. Nhưng mà muốn cho nổ ra thì bắt buộc phải chơi quả nho này. Theo mình nghĩ là vậy. Đúng không? Nho này xuống dưới này. Chuối này. Chuối, đào, táo thì các thứ này. Đào này. Còn 5 quả nữa. Ô, chuối 5 này anh em. Tuyệt vời. Bây giờ lá đi. Cho toàn bộ lá đi. Lá đang khá là nhiều. Đó. Xuống khá là tốt đấy nhờ. Ok. Thỉnh thoảng phải nhìn để ý kỹ kỹ một chút. Ờ, đây có đào này. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ có còn 2 quả đào nữa là sẽ xong. Chỗ này. Nặng hết đào rồi. Tạm quả chuối vậy. Ăn tạm quả chuối. Cho để cho mấy cái quả đào nó rơi xuống dần dần đi là xong. Dâu tây. Đấy, 4 quả đào chúng ta xong được cái hòm này và mình sẽ mở hòm vàng ra. Cái hòm đầu tiên mình đang cần để có thể unlock ra được cái tấm thẻ của con Cherry Moja Dragon. Con này đẹp nhỉ? Con này y là cái trò chơi cá sấu cắn đấy mà. Lấy y hệt từ cái ý tưởng đấy. Mình thấy trò chơi này hay. Hay hơn mấy cái trò chơi cũ. Trò chơi cũ nó nhảm. Chỉ cần đi thì nó nhảm quá đúng không? Thật sự là quá nhảm. Dâu sau này trước. Chết rồi, mất dâu rồi. Không sao. Mình sẽ cần phải lấy lá để mở lá ra. Đấy, chuối này. Chuối này. Ok, chuối này thì không được. Chúng ta cần lá. Cần rất nhiều lá nha. Cần cái gì nữa không? Có cái nào 4 năm hay gì không? Để có đánh được không nhờ. Đang nghiên cứu, đang xem. Chuối này thì nó sẽ theo một hàng này thôi. Nó không được nhiều cho lắm đâu. Dâu này. 4 cây. Hiện tại không thấy cây nào cả. Đó, cứ nổ nhiều là càng tốt. Ở đây thì là quả nho. Quả nho này thì không cần. Hiện tại chưa cần lắm. Cho nó xuống nổ dưới này đi. Nho bây giờ cũng cần nhá. Hiện tại bây giờ nho cũng cần. Đào bây giờ cũng cần luôn. Cái gì bây giờ cũng cần luôn. Để quan trọng là ra xem là chỗ nào nổ được 4 cây ta cho 4 cây vào thôi. Đấy, tốt. Phải di chuyển cái này sang bên này. Không để đây là phí lắm. Ồ, dâu nổ kìa. 4 cây không. Ở đây thì sẽ có. Ồ, đây này, 4 này. Ngon, cái này sẽ theo hàng này anh em. Sang luôn, dĩ nhiên rồi. Tuyệt vời, hoàn hảo đấy. Dâu sắp tới xuống dưới. Theo hàng luôn này. Ngon. Dâu có không? Có dâu, ở đây nó có dâu. Có 4 cây không nhỉ? Chỗ này có 3 cây này. Sắp đủ rồi. Cho dâu nổ đi. Đấy, yes, ồ. 4 này. Rõ ràng đây là cái 4 đúng không? Rồi, cho có 4 cái. Tốt, và bây giờ xem 4 quả tạ, 4 quả. Vấn đề là không có ấy, sắp đủ lá rồi anh em. Đủ lá luôn chưa? Yes. Chúng ta sẽ unlock được cái token này ra. Đấy, sẽ có electric token. Với cái token này nó sẽ next chúng ta lên level 3 của cái pusher này rồi. Cái map nó sẽ bắt đầu là đổi khác đi lên khá là nhiều. Nhớ đẹp hơn nhờ. Ô, cái map cũ của tôi đâu rồi? Trời ơi. Lên level một cái là đúng là vỡ mồm. Ok, nhìn trông loạn thế nhờ. Làm sao có thể đánh được đây? Vấn đề nó là hai cái này chứ không phải là cái này đúng không? Theo một hàng này. Yes, ngon. Khá đau đầu. Mình cần con Chimera Chirimoya. Con này Chirimoya. Con này một đào và cái quả nho. Tập trung vào đào và nho là được rồi. Đào và nho. Chúng ta cứ cần đào và nho. Xong cái nhiệm vụ này khó thế. Nhìn trông loạn cả mắt ta. Đào và nho nhá. Cứ có đào và nho đã chơi luôn. Con Chimoya đấy là mình sẽ cần. Rất cần thiết luôn đấy.
có cả dâu á thì dùng dâu và cái quả này cũng dùng luôn này, cho nổ hết ra đây thì ngon. Hơi lâu ta, thật sự hơi lâu đây, mình chưa thấy có cái bún nào cả. Đào này, dâu, dâu nổ, lá này, lá cần phải trên cái trên luôn. Chúng ta còn 35, đánh mãi mà không xong ta, đánh mãi cái này rồi. Dâu này anh em, lên. Thành ra đây là một cái game ấy rồi. Trời, cái sự kết hợp giữa Candy Crush Saga luôn rồi anh em. Hay phết, dâu này. Đó, cái dưới cũng sẽ cần, cái dưới cũng sẽ cần cho chúng ta luôn đấy. Lá. Nhìn lõi cả mắt ra, không nhìn thấy cái gì luôn. Lá này. Sang bên này. Nho cũng khá tốt. Dâu. Rồi. Nổ là cái gì thì nổ thôi. Khó nhìn quá nhỉ. Cái này cho lá sang bên này được không? Được, cũng được. Đằng nào thì cũng không còn nước nào để đi nữa, nên phải bắt buộc phải cho sang. Cầu mong nó nổ xuống như thế này cho ở đây rồi. Đấy, nó nổ như thế này mới ngon này, thấy chưa? Nổ sướng chưa, nhưng vấn đề là nó chẳng đâu vào đâu cả. Không có cái 4 nào cả. Không có cái 4, không có cái 3 nào cả. Hôm nay mình chơi lâu nhất cái phần map này đấy. Lá này. Xuống được cái nào thì xuống. Vì nó có cái khung ở giữa nó che hết cái mình rồi, càng lên cao nó càng khó. Chà, dâu này. Phía dưới nổ khó thích nhờ. Không cho nổ được, không có cái gì để cho nổ. Chuối tạm này, tạm thời thế đã. Không nổ được cái trên thì nổ cái ở phía trên vậy. Nó còn không nổ cho cơ. Nổ được bằng mắt. Cứ chơi bừa đi, nào. Đào này, cứ chơi bừa đi. Đến đâu đến. hai quả này, cái lá gì có lá đâu. Đây không có lá. Rồi cho con nổ được thêm cái nữa này. Nhưng mà nếu nó xuống được dưới, vấn đề không xuống được dưới thì bó tay. Chuối này, ít ra phải có một cái chứ. Chẳng lẽ không có cái nào. Đào này, tốt. Nho, dâu này. Có 4 cái nhỉ. Tạm thời dâu đi ạ. Rồi, chúng ta lại bị bí rồi. Chúng ta lại bí rồi. Không thấy đường đâu cả. Đau đầu. Quả này không được. Con này nó không xuống được thì làm sao mà chơi đây. Dâu này, dâu không xuống nổi luôn. Không có đào ở đây luôn này. Bực mình thế nhờ, chỗ này không có cái gì luôn. Đùa. Đừng bảo là không có ô nào để đi nhá, còn có 13 cái thôi. Đấy. Đang xuống dần dần. Để xem có ra cái gì không. Có ra cái gì không. Có đào này anh em. Tôi cần mấy cái này mang xuống dưới này để cho nó nổ đi cái. Lâu quá rồi không thể nổ được. Chỗ này bị cứng rồi. Vướng đây rồi. Đấy, chúng ta sẽ có đào đây. Nhưng vấn đề là vẫn chưa sang được anh em ạ. Cho dâu sang này. Cho nho sang này. Thật sự khó. Có lá ở đây nữa. Cái phía dưới này gần như có chuối 4 này. Bị lag à. Không thể nào đánh được luôn. Có chuối 4, có lá 3 ở đây. Cái gì đây, nó thấp sắp xếp lại à. Nếu ví dụ không còn cái cây nào đánh ấy, thì nó sẽ sắp xếp lại từ đầu rồi chúng ta. Chúng ta sẽ còn 4 bước nữa thôi anh em. 98 là cái gì đây. Dùng 98 cái là lấy luôn con này à. Đỡ là phải chơi à. Kiểu dạng như vậy đúng không. Theo mình nghĩ là vậy. Đi chỗ nào bây giờ. Cho quả dâu xuống dưới xem nào. Xem mà nó có xuống dưới đây được không. Lá các thứ, đào các thứ xem nào. Đấy. Và mình còn không cho sang được bên này cơ. Bực mình nhỉ. Đây. Xuống rồi, xuống và nổ rồi. Xuống và nổ luôn. Nổ cái đấy thì nó không ăn được theo hàng ạ. Bó tay nhỉ. Mình hết coi anh em ạ. Wow, sao một lúc đánh vật lộn với cái này. Thật sự là lâu. Mắc lâu luôn. Thì chúng ta đây là level 3. Và đi được một chút. Cái này lâu thế. Còn 8 ngày sẽ kết thúc thôi. Không biết sẽ lấy được con gì đây. Hy vọng sẽ lấy được cái con mới. Là cái con chúng ta chỉ có một mục tiêu thôi. Không cần quan tâm đến con khác. Chúng ta chỉ có mục tiêu là phía trên cùng này. Này. Cái này này. Chúng ta đang ở khu vực này đúng không. Ui, để lấy được cái con này thì còn Durian còn lâu mới phải lấy được nó. Phải trải qua Sap Dragon này. Trải qua thêm mấy cái hòm nữa. Để lấy con này thì đúng là khó nhờ.
một con xịn, một con Durian, nó là cái loại legend xịn. Ok, chúng ta đánh xong con này thì mình sẽ tiếp tục chơi ở đấu trường đi. Cái này nó không liên quan gì đến mấy cái phần của chúng ta cả, nên đánh thoải mái. Master 40 bắt đầu bây giờ khó đấy. Master 1, hiện tại mình đang ở Master 1 à. Mình là 10.000 điểm đúng không? 10.100 điểm. Chết thì không thể chết được, chỉ là gặp những cái team nó khỏe vãi cả trưởng thôi. Con này thì nó khắc chế hệ pua của mình. Cay phết nhỉ. Nhưng mà nó sẽ bị khắc chế lại bởi hệ vô cực, không vấn đề gì. 35. Con này thì không đánh được này, bóng tối thì sẽ ăn được một chút. Rồi sẽ thay con này. Skeleton King không biết có ăn nổi không ấy. Hy vọng ra sẽ ăn được. Nhìn trông có vẻ khó quá nhỉ. Anh em thấy có vẻ khó không? Không hề đơn giản đánh nhau với bọn này cả. 61.000 đánh nhau với 61.000. Mình đánh trước khá là ổn. Có thể mình sẽ chết con này. Mấy được bao nhiêu máu nhỉ? 19.000 thôi. Chết tôi rồi. May quá con kia không ra. May con kia không ra đấy nhá. Nó ra thì đúng là sấp mặt luôn. Không vấn đề gì. Primer đối đầu với hệ pua. Con này chắc chắn là chết rồi. Có thể là team mình sẽ không chết thành viên nào cả. Con này thì mình sẽ khắc hệ nó ngay bây giờ mà. Vô cực là có thể ăn được rồi. Vô cực đấy anh em. Vô cực con này luôn này. Cũng chỉ đến 49.000 máu thôi em. Dừng bước thôi. Làm sao có thể đi được nữa. Bye bye. Goodbye. See you again luôn. Victory. Rồi chúng ta xem cái team sau nó còn khỏe. Ô, mình còn chưa được cái hòm Master bao giờ luôn. Ok. Nhưng mà toàn level 40 thôi anh em ạ. Đấy thôi, chúng ta gặp một cái team mắc yếu luôn. Siêu yếu. Cực kỳ yếu. Đáng lẽ nên cho con kia vào để cho nó luyện tập lên một chút nhỉ. Theo mình nghĩ là vậy. Chứ để mấy con này đánh thì nó ấy quá rồi. Ok. Asteroid. Lên nào. 38.000 máu một bé nữa. Friend nó cắm kiếm xuống đất ạ. Đáng sợ ta. Thật sự đáng. Ôi chết rồi. Không sao, chiêu này thì mình vẫn hạ được. Quá đẹp nhờ. Con Friend này. Thanh kiếm thần. Đẹp nhưng mà cũng không làm gì được. Chỉ để ngắm thôi. 35. Hoàn toàn đánh được thôi. Chúng ta có Skeleton King. Đánh nhanh, cực kỳ nhanh. Skeleton King cân hai con này luôn. Một mình anh cân hai con luôn. Không có gì phải sợ cả. Lại đây nào, một bé cưng. Mình đánh được tầm khoảng bao nhiêu máu nhỉ? Được tầm 20.000 máu thì phải. Đó, giết như thế này là hợp lý nhất này. Con này thì để cho con này đánh tiếp thôi. Bây giờ cái đấu trường này thì đấy nó cũng không quá là khó khăn. Thật sự không quá khó. Vẫn có những người level 35 giống mình. Thế thôi. 20.000 máu là ta xử lý đẹp rồi. Đấy. Con này thì nó cũng chẳng giết được mình đâu. Nó sẽ có kim loại. Chúng ta sẽ có bóng tối đây. Chuyên gia là trừng trị rồi. Ba con level 35. Bây giờ mình cần thêm một con Resolution level 35 nữa là mình sẽ hợp lý. Đội hình hoàn hảo. Phải nói là đội hình hoàn hảo luôn. Nó có băng giá, khắc chế được chiến binh. Rồi, chúng ta cho mai cho con Resolution lên level 35 nhé. Là hoàn hảo. 44. Ok, bắt đầu gặp những cái team nó khỏe đấy. Hai Comets. Con này á. Vô cực à. Vô cực thì hơi mệt à. Vô cực đánh được Skeleton King đấy. Nhưng mà khác bị con này giết. Chết tôi rồi, nhầm rồi. Tại sao mình để con này lên trước nhỉ? Nhầm thật. Nó khắc hệ mình mà. Cũng may là nó yếu nha. Thật sự là nó yếu ấy. Không thì nó đấm cho mình. Lên bờ xuống ruộng luôn. May là con này nó chỉ là Legend. Legend là Legend yếu. Vô cực. Chết toi rồi. Level 40. Thật sự là đáng sợ. Nhưng không sao. Đối với anh thì không thể xin nhê gì cả. Anh đánh nhau với chú luôn. Ok. Con này hệ gì nhỉ? Hệ pua. Hệ pua để con kia đấm. Đừng chết là được. May thế nhờ, chúng ta vẫn có vay may mắn. Chúng ta đánh nhau với hai con Heroic level 40. Thật sự đáng sợ. May là mình sẽ có hệ khác. Chúng ta có những cái hệ cơ bản để khắc chế cái team này rồi. Quá ngon. Bây giờ phải cho con Resolution lên cấp level 35. Mà muốn lên level 35 thì chúng ta sẽ cần khoảng là nhiều phút phết đấy. Phải tốn cực kỳ nhiều phút. Ok. Đổi con này sang một chút để luyện tập cho nó nốt đi. Monkey Day Gap. Tranh thủ vào trong này luyện đi. Còn một trận nữa này.
Rồi, Monkey D. Gap sẽ được luyện tối đa luôn. Đánh bao nhiêu thì đánh. Ồ, 25 à. Hết cha. Nó trâu chứ nhờ. 22.000 máu này. Đấy, có chiêu gì có thể khắc chế được nó cả, đánh mắc lâu luôn. Chắc sẽ đổi sang con kia thôi. Có thể đánh lâu quá. Tạm thời cứ đi giết đã. Cố gắng kiếm cái hòm, sáng mai là chúng ta sẽ có cái hòm Master rồi. Khá tốt. Rồi, chiến đấu Galaxy Fire Dragon. Thêm một bé nữa. Đi đời luôn. Chúng ta sẽ còn thêm một trận nữa này. Skip rồi, team này nó khỏe quá mức cho phép. Epic, Heroic và con này thì ánh sáng rồi. Rồi cho bỏ này ra. Lấy con chính của chúng ta vào. Đó. Có lửa nó khắc chế được mình nhá. Ánh sáng à, cho con này. Đánh tốt, không vấn đề gì. Có hai Ferrer thì Kaido nó thịt chết con hai Ferrer luôn. Hệ vô cực đây. Đi đâu mà phải lo đúng không? Chiến binh đây này. Cái điểm yếu của chúng ta là cái team này nó sẽ không thể khắc chế được. Không khắc chế được cái hệ chiến binh rất là cùi bắp. Gieo đi nào. 20.000 vừa đẹp máu. Vừa đẹp đấy. Con này à. Con này mình không mấy đâu. Không ke luôn. Không quan tâm luôn. Hai đòn. 40 thì 40 chứ. Hai hit. Về vườn luôn. Còn cuối cùng mình đừng có sốc đam và chết luôn nhá. Đừng. Chết luôn thật ạ. Mình đã dự đoán là nó sốc đam chết luôn mình mà. Rồi không sao, đây là trận cuối rồi. May thế. Và chúng ta được khá nhiều điểm ở đây. Chúng ta sẽ được là 18 trên 20 này. Và ok, chúng ta sẽ kết tập ở đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game là Dragon City. Bye bye.